Phút thứ 23, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia tại vòng loại World Cup 2022. Xuất phát từ tình huống tranh chấp bóng ở khu vực giữa sân, một cầu thủ của đội bóng xứ vạn đảo Pratama đã có cú vào bóng cực kỳ quyết liệt trên mức cần thiết với tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh của chúng ta. Các ngôi sao của Việt Nam đã cực kỳ bất bình với pha bóng có phần xấu chơi đó và đã xảy ra tranh cãi với một số cầu thủ bên phía Indonesia. Tất cả chúng ta đều biết Tuấn Anh là cầu thủ có tiền sử chấn thương dày đặc như thế nào trong quá khứ. Các ống máy ghi hình liên tục quay lại tình huống đó, một cú vào bóng bằng cả hai chân bằng cầm giày cực kỳ nguy hiểm. Tiền vệ quê Thái Bình cố gắng cầm cự khoảng 10 phút sau đó, anh được rút ra sân. Anh cũng không thể thi đấu được tiếp trong hai trận đấu cuối cùng gặp Malaysia và UAE. Và tất cả đã thấy rồi đó, hàng tiền vệ của đội tuyển đã khổ sở vất vả chống đỡ như thế nào khi không có Trảng Nhổ. Tình huống đó chính là minh chứng rõ ràng nhất về hành trình mà Tuấn Anh đã đi qua trong sự nghiệp. Anh rất ngại việc phải đương đầu với những cầu thủ có lối chơi rắn và không ngại va chạm. Mỗi lần anh nằm xuống sân là những lần mà tất cả những người hâm mộ bóng đá Việt Nam phải sống trong âu lo. Về các vấn đề chuyên môn thì đẳng cấp của Tuấn Anh là điều không cần phải bàn cãi. Một trong số những cầu thủ có đôi chân pha lê dễ vỡ nhất Việt Nam, nhưng cũng là một trong số ít những ngôi sao tài năng nhất mà bóng đá Việt Nam đang sở hữu trong tay. Một người được biết đến với vẻ ngoài bình dị, thư sinh và đầy chất phát, cộng thêm nét lãng tử thông qua mái tóc bồng bềnh của anh, được người hâm mộ ví von như là Pirlo phiên bản Việt Nam. Cái tên Nguyễn Tuấn Anh đã từng có một khoảng thời gian bị lãng quên do anh thường xuyên phải thi đấu và vắng mặt tại các giải đấu lớn ở cả cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Nhưng tên tuổi của tiền vệ tài hoa này đã được đông đảo mọi người biết đến từ rất nhiều năm trước, khi cũng như rất nhiều gương mặt khác cùng thời như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn. Anh cũng là một sản phẩm của Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG. Sau nhiều năm chui rèn và khổ luyện ở khu thể thao Hàm Rồng của đội bóng Phố Núi, Tuấn Anh cũng như những người đồng đội của anh ở Hoàng Gia Lai lần đầu tiên ra mắt khán giả hâm mộ ở giải U19 Đông Nam Á 2013 trong màu áo đội tuyển U19 Việt Nam. Tại đây, Tuấn Anh là một trong số những cái tên để lại nhiều ấn tượng nhất trong mắt các khán giả hâm mộ anh. Cảm giác về những lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến anh ra sân và thi đấu, nó thật sự khó diễn tả. Nhìn cách anh cầm bóng, dẫn bóng, cách anh chuyển hay vượt qua cầu thủ đối phương đã khiến cho những cổ viên không khỏi trầm trồ và mê hoặc. Tất cả đã bị đắm chìm và không thể rời mắt khỏi anh lấy một giây bởi những động tác xử lý đầy mềm mại, uyển chuyển nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Anh không phải là mẫu cầu thủ màu mè và thích thứ bóng đá trình diễn, nhưng nhiều khi nhìn Tuấn Anh chơi bóng cứ có cảm giác rằng anh như đang khiêu vũ với trái bóng vậy. Tiếp nối thành công ở giải đấu trên, Tuấn Anh đã trở thành một phần không thể thiếu ở cấp độ đội tuyển trẻ, từ chiến thắng 5-1 trước Australia vòng loại giải U19 Đông Nam Á 2013 cho đến thành tích đạt ngôi Á quân giải U19 Đông Nam Á thêm một lần nữa vào năm 2014 diễn ra trên sân nhà. Với riêng Tuấn Anh, có vẻ như những sân khấu ở các giải đấu trẻ như thế này chưa tương xứng với đẳng cấp của anh. Ngôi sao sinh năm 95 cùng với Xuân Trường tạo nên bộ đôi tiền vệ trung mơ cho các đội tuyển U19 hay U23 Việt Nam ngày đó. Và qua những màn trình diễn trên sân, họ cho thấy sự vượt trội hoàn toàn về mặt trình độ với các đối thủ khác trong khu vực Đông Nam Á. Chính bởi những màn thể hiện xuất sắc và làm khuynh đảo các giải trẻ trong khu vực cũng như trên bình diện châu lục, Tuấn Anh đã được coi là một hạt nhân không thể thiếu trong đội hình của Hoàng Anh Gia Lai. Khi Bầu Đức quyết định đôn tất cả các cầu thủ thuộc lứa 1 của Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG lên chơi ở V-League năm 2015. Dù đây mới là lần đầu được hít thở bầu không khí ở hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam, nhưng Tuấn Anh cũng chẳng có vẻ gì là bị ngợp cả. Anh vẫn rất tự tin vào bộ kỹ năng và những pha xử lý bóng đậm chất kỹ thuật của mình. Mặc cho Hoàng Gia Lai đã có một giải đầu tiên ở V-League không thật sự thành công khi chỉ nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng, nhưng với cá nhân Tuấn Anh, cầu thủ này có thể tự hào với những gì mình đã làm được. Tiền vệ quê Thái Bình này là một trong số ít những gương mặt đã có phong độ tốt nhất ở mùa giải năm đó và hứa hẹn về một tương lai tươi sáng đang chờ đợi phía trước. Đến khoảng thời gian đầu năm 2016, đây có thể nói là giai đoạn thăng hoa nhất của Tuấn Anh kể từ khi anh bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp. Trảng Nhổ có tên trong danh sách của huấn luyện viên Toshiyamura tham dự vòng chung kết U23 châu Á. Chúng ta sẽ còn nhớ mãi cái khoảnh khắc mà Tuấn Anh giữa vòng vây của đến hai cầu thủ UAE, nhưng anh vẫn có thể tả xung hữu đột và tung cú cứa lòng chân phải tuyệt hảo, tung lưới đại diện Tây Á ở lượt đấu cuối vòng bảng. Bàn thắng đó không đủ để giúp chúng ta đi tiếp, nhưng là đủ với Tuấn Anh để minh chứng cho tài năng và những phẩm chất thiên tài của ngôi sao lúc đó mới 21 tuổi. Nhưng đó lại là những giây phút lóe sáng quá ngắn ngủi cho những ai kỳ vọng vào anh trước khi chìm đắm trong những tháng ngày có lẽ là đen tối nhất trong sự nghiệp. Để sở hữu tài năng và phẩm chất chơi bóng từng khiến cho cả một huấn luyện viên nổi tiếng thế giới như Arsene Wenger phải thốt lên bằng những ngôn từ mỹ miều nhất, Tuấn Anh cũng đã phải đánh đổi đi rất nhiều thứ. Là cầu thủ được đánh giá cao nhất trong số những cầu thủ từng được sang Anh thử việc và thi đấu dưới sự chứng kiến của giáo sư Arsene Wenger, nhưng sự nghiệp của Tuấn Anh lại không được bằng phẳng bằng những người bạn đồng trang lứa.
Quay lại với quãng thời gian cách đó khoảng nửa năm, thời điểm mà SEA Games 28 chuẩn bị diễn ra trên đất Singapore, Tuấn Anh nổi lên như là một trong những sự lựa chọn hàng đầu của huấn luyện viên Toshiya Miura ở trung tâm hàng tiền vệ sau mùa giải V-League chơi ấn tượng. Nhưng cũng ở chiến dịch V-League 2015 đó, anh đã phải kỳ ải đến 24 trên tổng số 25 trận đấu của Hoàng Gia Lai, dẫn đến việc dính chấn thương viêm cơ nhị ở đùi khá nghiêm trọng. Điều đó đã khiến cho Tuấn Anh không kịp bình phục và bỏ lỡ kỳ SEA Games đáng lẽ là đầu tiên trong sự nghiệp quần đùi áo số của mình. Tiếp đến, sau vòng chung kết U23 châu Á 2016 chơi khá tốt, vấn đề lại tiếp tục đeo bám lấy Tuấn Anh khi anh phải nghỉ thi đấu gần như cả năm trời. Trước thềm AFF Cup 2016 khoảng vài ngày, huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng cho biết ông đã cố gắng chờ quá trình hồi phục chấn thương của Tuấn Anh sẽ tiến triển ra sao, nhưng cuối cùng cũng đành phải gạch tên tiền vệ này khỏi danh sách tham dự giải. Đến khi Tuấn Anh trở lại đầy mạnh mẽ trong năm 2017, có lần đầu tiên tham dự một giải đấu lớn ở cấp khu vực tại SEA Games 29 diễn ra ở Malaysia, thì đây lại là giải đấu rất đáng quên với cá nhân Tuấn Anh và đội tuyển U22 Việt Nam khi chúng ta phải ra về ngay sau vòng bảng. Anh tiếp tục phải vật lộn với những chấn thương dai dẳng và liên tiếp vắng mặt tại các giải đấu lớn như vòng chung kết U23 châu Á, AFF Cup 2018 hay Asian Cup 2019. Đó là nỗi buồn không sao có thể diễn tả hết bằng lời được của Tuấn Anh. Về phần thầy Park, từ khi đến Việt Nam, ông đã dành không ít những lời khen ngợi để ca ngợi về tài năng của cầu thủ sở hữu chiều cao 1m76 này. Nhưng cứ mỗi khi nhà cầm quân người Hàn định gọi anh lên để tập trung đội tuyển chuẩn bị cho các giải đấu, thì Tuấn Anh lại gặp chấn thương nặng và phải rút lui vào phút chót. Con số 12 lần gặp chấn thương trong 8 năm qua với tổng số thời gian phải làm bạn với giường bệnh lên đến 14 tháng tất cả quả thực đã kinh khủng với một cầu thủ năm nay mới bước sang tuổi 26. Ngồi xem các đồng đội thi đấu và mang vinh quang về cho đội tuyển, Tuấn Anh cũng không ít lần cảm thấy tủi thân và có phần chạnh lòng. Tôi rất nhớ sân cỏ và rất thèm cảm giác ra sân. Lẽ ra ở những thời khắc như vậy, anh đã có thể đứng trên sân để chiến đấu cùng đồng đội, để tận hưởng cái cảm giác ăn mừng chiến thắng và nâng cao chiếc cúp vô địch như tại AFF Cup 2018. Nhưng tất cả đã chẳng thể xảy ra. Theo chia sẻ của những bác sĩ điều trị cho Tuấn Anh, có những lúc anh như muốn gục ngã cho số phận của chính mình, bất lực đến cùng cực và thậm chí đã nghĩ đến việc giải nghệ. Trong những thành công kể trên của đội tuyển, cũng đã có không ít người hâm mộ nhớ về hình bóng của anh trên sân cỏ. Vắng anh, niềm vui chiến thắng cũng giảm bớt đi ít nhiều, họ vẫn kiên trì và ngóng chờ với cái ngày anh trở lại. Sẽ sớm thôi, tất cả cùng hy vọng là như vậy. Rốt cuộc thì Tuấn Anh cũng đã có thể trở lại vào khoảng đầu năm 2019. Câu nói, con sẽ cố, nếu chấn thương nữa, con sẽ giải nghệ mà Tuấn Anh từng hứa trong một cuộc trò chuyện với bố của mình vẫn còn đang ám ảnh anh đến tận bây giờ, nhưng cũng là động lực để chàng nhô của chúng ta quyết tâm trở lại. Nhờ đó, Tuấn Anh đã thi đấu ổn định tại V-League suốt 2 năm qua. Anh cũng đã được thầy Park gọi lên đội tuyển Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong hành trình lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á của các chiến binh sao vàng. Đã từng rất ưng ý với tuyến giữa rất dày quân và không kém phần chất lượng của chúng ta. Nhưng đến khi được tận mắt nhìn Tuấn Anh chơi bóng, thầy Park mới ngẫm được một điều rằng đây mới chính là tiền vệ hay nhất Việt Nam mà ông đang có. Nhưng đọng lại đâu đây có những điều vẫn còn dang dở với cá nhân Tuấn Anh, đó là các danh hiệu tập thể. Đến giờ, dù đã 26 tuổi, nhưng anh vẫn chưa có được vinh dự được chạm tay vào bất cứ một chiếc cúp cao quý nào cả. Vì những chấn thương gặp phải trong quá khứ trước đây, anh chưa thể có được cơ hội chạm tay vào nó dù chỉ một lần. V-League 2021, nơi Hoàng Gia Lai đang chơi thăng hoa và dẫn đầu bảng sau 12 vòng đấu, còn đó là AFF Cup vào cuối năm nay, giải đấu mà đội tuyển Việt Nam đang là những nhà đương kim vô địch. Và hành trình đến với giấc mơ World Cup đang ở trước mắt. Tất cả đều đang chờ Tuấn Anh chinh phục để dẹp bỏ đi quá khứ với quá nhiều những kỷ niệm buồn trước đó.